thương khổ. Thật ra thì trước khi thi đấu mỗi lần các giải SEA Games thì gần như đều giống nhau rồi. Cái áp lực đầu tiên chính là nước chủ nhà. Em hôm nay thì trước em là có hai đội bên chủ nhà, thật sự là ở phía bên trong khởi động thì em không để ý cái phía bên ngoài thi đấu cho lắm, nên là em không để ý cái số điểm của các bạn. Nhưng mà thật ra thì cả đoàn và cả đội em đều rất là áp lực, duy nhất chắc là chỉ có chủ nhà thôi. Em cũng không biết nữa, nhưng mà thật sự là em không để ý đến cái đấy quá nhiều. Có lẽ là do một phần là do bạn, một phần là do các huấn luyện viên và chuyên gia của bọn em rất là tâm huyết, là luôn ở bên cạnh và thúc giục là bọn em là nghĩ kỹ thuật nhớ, chứ không phải là cái lúc đấy đầu trống rỗng chỉ có là cố lên không được. Thật sự là phải nhờ tới kỹ thuật, còn nếu mà cứ cố lên thì quên hết tất cả thì lên thảm chắc là chỉ về con số 0 được.